hôm nay, hãy cùng kênh điểm thêm những cái tên của các tướng Việt Nam Cộng Hòa tài năng nhưng ít người biết đến và có cái kết bi thảm. 1. Lê Văn Hưng. Ông sinh ngày 27 tháng 3 năm 1933 tại Hóc Môn. Năm 1966, ông được thăng cấp thiếu tá, giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 31 bộ binh. Thời gian này, Lê Văn Hưng được các phóng viên chiến trường gọi là một trong ngũ hổ U Minh Thượng. Năm 1967, ông thăng cấp trung tá, rồi lên đại tá năm 1968. Hai năm sau, ông được bổ làm tỉnh trưởng Phong Dinh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại văn phòng tư lệnh phó ở bộ chỉ huy của quân đoàn 4. Sau khi nói lời từ giã với gia đình và bắt tay từ biệt tất cả binh sĩ bảo vệ bộ chỉ huy, ông Hưng đã dùng súng lục tự sát vào lúc 20 giờ 45 phút. Có thể các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa đã bị nhồi nhét quá nhiều tư tưởng từ Mỹ rằng quân cách mạng là phe địch, trong khi đất nước cần là sự thống nhất để nhân dân yên ổn, chứ không phải là sự lên ngôi của một thế lực luôn trông chờ đồng minh. Nếu có cái nhìn thoáng hơn, Lê Văn Hưng sẽ không chọn cách bỏ lại người thân. 2. Nguyễn Văn Điểm. Nguyễn Văn Điểm sinh năm 1930, mất năm 1975, ngay năm giải phóng miền Nam. Ông nguyên là một tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuối năm 1953, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Ngày 1 tháng 6 năm 1954 mãn khóa, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Ra trường giữ chức vụ trung đội trưởng trong một đơn vị bộ binh. Giữa năm 1956, sau 8 tháng chuyển từ quân đội quốc gia sang phục vụ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông được thăng cấp trung úy. Sau nhiều đợt thăng cấp liên tiếp lên trung tá, đại tá, ngày 1 tháng 4 năm 1974 ông được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Ngày 29 tháng 3, trong chuyến trực thăng UH-1H bay từ Đà Nẵng lúc hoàng hôn di tản về Bình Định, vì chở nặng và bay trong đêm cộng thêm sương mù nên trực thăng bay theo ven biển. Bay đến địa phận Quảng Ngãi, trực thăng chao đảo, cánh quạt chạm nước gây tai nạn và chìm xuống biển. Trên trực thăng chở hơn 10 người gồm phi hành đoàn cùng một số sĩ quan chỉ huy, tham mưu và một thượng sĩ y tá. Khi tử nạn, mất tích, ông mới 45 tuổi. 3. Phan Đình Soạn. Phan Đình Soạn sinh năm 1929, mất năm 1972, nguyên là một tướng lĩnh pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường sĩ quan trừ bị do chính phủ quốc gia Việt Nam. Cuối tháng 10 năm 1955, Phan Đình Soạn chuyển từ quân đội quốc gia sang quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thăng cấp đại úy. Sau cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông được thăng cấp trung tá tại nhiệm. Năm 1970, ông lên hàm chuẩn tướng. Ngày 25 tháng 2 năm 1972, ông được cử làm trưởng đoàn hướng dẫn phái đoàn thuộc quân đoàn 1 từ thị xã Đà Nẵng di chuyển bằng trực thăng ra thăm tàu Hải quân Hoa Kỳ neo tại vịnh Đà Nẵng. Trên đường trở về cùng ngày, phi cơ trục trặc kỹ thuật bị rớt chìm cách chân núi Hòn Hàn 2 cây số. Ông bị tử nạn, hưởng dương 43 tuổi. Ông được truy thăng cấp bậc thiếu tướng và truy tặng đệ tứ đẳng, bảo quốc huân chương. Bạn có biết gì thêm về ba người trên thì để lại bình luận cho kênh biết nhé. Đừng quên like, share để xem thêm nhiều video mới.